một chiếc máy ép cám viên giúp bà con sẽ nhàn hơn trong công việc chăn nuôi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy ép cám viên 4 quả lô của VinMax với model là VME4L. Sản phẩm này có những cái đặc điểm gì mà bà con lựa chọn và tin dùng thì mọi người hãy cùng xem video review này ạ. Với sản phẩm này thì phần khung đế khá là chắc chắn, có kết hợp bánh xe giúp việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn. Dù con máy khá là nặng, phần cửa nạp nguyên liệu thì chúng ta sẽ cho các nguyên liệu như là ngô này, rau này để cần nghiền và cho vào đây. 4 quả lô mọi người sẽ nhìn thấy, và ở bên trong thì sẽ là sàng, đang lắp sàng 4 ly. Ngoài ra mọi người có thể lắp với các kích thước khác nhau. Xuống bên đây, đây là vị trí cửa xả, những cái viên cám sẽ được ra. Như đầu video mọi người đã nhìn thấy thì cám sau khi được ép thì những cái viên cám sẽ ra ở đây. Vị trí trục máy đổ dầu hộp số vào trong đây, và dung tích của cái thùng dầu hộp số này là 3 lít. Dây cu loa giúp kết nối từ đầu ép với phần motor, và bu ly rãnh đôi rất là lớn. Với model VME4L thì bên mình đang lắp động cơ 3.5 kW. Ngoài ra thì mọi người có thể sử dụng công suất khác nhau tùy vào cái nhu cầu sử dụng cũng như là cái điện áp của gia đình mình. Ở đây thì khách hàng của VinMax đang sử dụng điện một pha, điện gia đình. Ngoài ra mọi người cũng có thể là lắp điện 3 pha. Phần hộp ốp để bảo vệ cái dây cu loa cũng sẽ giúp cho người sử dụng máy sẽ an toàn hơn. Khi mà mọi người mua hàng thì VinMax đã lắp sẵn dây điện rồi, thì về mọi người chỉ cần cắm thôi. Có làm thêm một cái automat ở đây để trong quá trình mà mình vận hành máy, máy có quá tải hoặc là điện lưới nhà chúng ta có vấn đề thì máy sẽ tự động ngắt. Mọi người mua sản phẩm này thì VinMax cũng sẽ gửi kèm cho mọi người một cái bảng hướng dẫn chi tiết làm sao để chúng ta có thể làm máy một cách trơn tru nhất. Đi kèm theo máy, ngoài lắp automat thì mình sẽ có các cái phụ kiện tháo lắp. Sau một thời gian sử dụng thì các cái vị trí ốc vít này nó sẽ bị lung lay và bị lỏng, thì mọi người sẽ siết lại để cho máy của chúng ta sẽ bền hơn và ổn định hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Ngoài ra trên màn hình hiển thị còn có số hotline của các bạn kinh doanh, mọi người có thể liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn một cách nhanh chóng nhất. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.